các bạn cho mình một like và một lượt đăng ký nha, để mình có những động lực mình làm những cái video clip hay hơn. Mình kèm những bạn nào mình sẽ năng lên làm kỷ niệm để lưu lại, để hướng dẫn cho các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Từ từ thôi, không cần gấp. Trời ơi, hết đường đi rồi, xuống dưới phà đó. Rồi, ở đây mình đang chỉ kèm cho một bạn đi hướng phà Cát Lái về thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì đây là cũng là một trong những cái quá trình để buổi tập tay lái, nhưng với điều kiện cái phà Cát Lái này nè, mình dẫn cho các bạn đi với điều kiện là đường trống thì mình mới cho bạn đi được nha. Còn nếu mà khi mà ở lên áp hoặc là cái gì phà mà nó đông hoặc nó kẹt là tuyệt đối không vô nha các bạn. Cái phà mà nó kẹt thôi là đúng rồi luôn. Và các bạn nhớ lưu ý nè, có nhiều bạn á, là đi sau và muốn về trước là cái chen vô làng ở trong nè, để các bạn di chuyển lên. Ở đây các bạn nhớ xếp hàng đi ngay ngắn, lượt nào đến lượt đó, chứ đừng các bạn chen. Nhiều khi bạn chen ở lên đây thì có nhiều đông, các bạn chen lên bắt các bạn phải quay đầu lại từ đầu luôn nha. Có lực lượng chức năng nha các bạn ha, nên bạn chú ý. Đợt trước mình cũng bị đông nghẹt luôn, chen chút lên cuối cùng bắt quay đầu hết. Muốn đi sau về trước. Bây giờ các bạn đi sau bạn chen lên mà cắt vô thì ở đây nó sẽ bị kẹt thôi. Còn nếu bạn đi đều đều với nhau thì không giờ kẹt đâu ha. Đó, cho các bạn chú ý những vấn đề đó nha. Đó, ở đây mình sẽ mua vé là mình sẽ lấy thẻ. Lấy thẻ người ta sẽ chụp vô cái xe mình. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái thẻ đó mình đưa lại bên kia. Ba chục hay gì đó, 30.000. Đó, để cho các bạn trải nghiệm. Nhiều bạn lái tốt thì các bạn sẽ trải nghiệm đường phà. Thì cũng theo yêu cầu các bạn thôi. Nhưng mà có cái nếu mà hợp lý mà chống thì mình sẽ hạ kiến xuống. Ừ. Nhiều anh. Mấy người chưa? Hai người. Không người. Tính bất tài nha. Còn một người. 30.000. Dạ, em đi lên. Đó, lúc này các bạn phải đợi phà lên ha, rồi các bạn mới lên phà. Thì mình có nhiều bạn là lần đầu tiên mới trải nghiệm phà thì khoái lắm, khó lắm. Thật chứ nó cũng dễ rồi các bạn, giống như lần đầu tiên các bạn đi cao tốc vậy thôi. Thấy không? Thì các bạn lần đầu tiên các bạn đi cao tốc các bạn ngỡ ngỡ không sợ lắm, nhưng cuối cùng thật chứ nó quá dễ luôn. Đó, giờ đi phà cũng vậy. Phà ở đây nó có sẽ phân biệt nhiều loại phà. Thứ nhất, phà hai đầu và phà một đầu. Rồi mình giải thích phà hai đầu. Phà hai đầu là phà giống như này, nó bự lắm. Các bạn đưa thẳng xe, chạy thẳng xe lên luôn. Chạy thẳng xe lên luôn. Các bạn đậu lại, rồi các bạn xuống thì các bạn đi thẳng lên luôn. Đó là phà hai đầu. Là do nó thông chính giữa, các bạn dễ lắm. Nhưng khi các bạn về miền Tây, nhất là những bạn miền Tây mà đi phà một đầu, các bạn thấy cái cảnh. Thì lời khuyên các bạn, mình có làm clip rồi, phà một đầu thì mình nên da cái đuôi xuống với phà, tuyệt đối không đưa đầu. Nó giống như vô nhà cũng vậy, vô cái đường hẹp, vô cái phà hẹp thì các bạn phải đưa cái đuôi xe vô, tuyệt đối không đưa đầu nha. Rồi khi các bạn chạy lên thì nó chạy ra thì quá dễ dàng. Có bạn mà đưa đầu xuống rồi chút xíu bạn sẽ dè ra, nó cực kỳ khó luôn nha, tôi nói trước cho bạn. Nên kinh nghiệm là cho các bạn là phà một đầu là dè cái đuôi xuống. Và quan trọng nữa, cái nước lên thì nó khác, nó dễ xuống lắm, mà nước nó rút xuống thấy cái cảnh, trời ơi nó sâu xuống ở dưới đó, thấy không, nó sâu lắm. Rồi ở đây mình sẽ nối đuôi theo ha. Đó, nối đuôi theo. Rồi cái mình sợ nó dướng thì mình cứ đi cho bàn chân phải mình á, nó nằm chính giữa là mình đi lọt qua thôi. Đó, tốt, ok. Trời ơi ấm luôn, cử cho anh Mập đứng sát vé là ok. Rồi ok, nghiêng qua phải rồi kéo kiến lên luôn. Đó, đi thẳng lên luôn. Đó, các bạn thấy không, đây phà phải trải nghiệm cũng dễ lắm, cái gì đâu khó, chứ sợ nó mấy cái xe đó là cái này gầm cao nè mình đỡ, thấy không, hoặc các bạn xe gầm thấp các bạn nghiêng bánh qua vậy thôi. Rồi theo hướng dẫn của người ta, tôi chỉ các bạn đi hướng nào là các bạn qua hướng đó, nó cũng dễ không có gì khó. Rồi
đặt ra lên đó, cái tay vẫn còn chưa sửa được nha, coi anh kia anh hướng dẫn như thế nào, đi đi lên luôn, rồi chánh giữa luôn đó, vậy thôi ha, theo hướng dẫn của người điều khiển. Rồi ở đây các bạn đừng có đậu sát nha, ha, em đậu vừa ngay mép cửa là em dừng lại, rồi dừng lại, rồi lúc này em trả lại chính N cho thầy. N kéo thắng tay mạnh lên, kéo không bóp nha, rồi em trả lại chữ B một cái nữa, đúng chính xác. Lý do tại sao mình không cho các bạn đậu sát lên cái xe kia, và thứ hai tại sao mình phải trả lại chữ N rồi xong kéo thắng tay cứng, kéo là phải tật tật rồi xong trả lại chữ B, lý do một chút phà di chuyển thì nó có sự dao động rung lắc, các bạn mà đậu mà sát quá rung lắc nó trúng, giống như mình đi phà biển vậy, mình có hướng dẫn cho các bạn rồi, tắt cái cạc nước đi em, đẩy lên trên đó là cạc xuống, đúng rồi, có sự dao động trên biển là xe nó lắc nó hú luôn. Na đợt trước mình có đậu cách xe đó trâu, xe đó lắc hú quá trời hú, thì mình sợ là va chạm với nhau sai xe dỗ với nhau đó, nên các bạn chú ý. Rồi khi các bạn chở nguyên một đại gia đình thì các nên chỉ có một tài xế trên xe thôi, nên cho mọi người xuống là an toàn nhất trên phà. Nếu đúng nguyên tắc là người trên xe sẽ xuống, khách hàng phải xuống, khách trên xe xuống, chỉ có tài xế thôi, nó an toàn, lỡ có chuyện gì còn ra được ha. Nhiều khi ở trong đó mình xử lý không biết xử lý là sẽ kẹt trong đó, cái đó là vấn đề an toàn của hàng hải đó. Nó cũng nhiều cái lắm các bạn. Các bạn thấy không, đậu sát với nhau theo hướng dẫn. Lần đầu tiên thì các bạn cũng trải nghiệm, giống như bạn này là lái tốt rồi, bạn này là lái tốt ok, mình đã hướng dẫn cho bạn ấy hết rồi, nghe không, cũng tốt á, bạn này có thể ôm xe là chạy bình thường nha đó. Rồi hôm nay trải nghiệm, thầy ơi cho trải nghiệm em đi thuyền phà ok đấy, tại vì sao hôm nay trống, chứ mà hôm mà thứ bảy rồi kêu tôi đi vô đường phà thôi, đi về đi đường cao tốc liền, trời ơi nó bực bội lắm, chen chen nhau mà bực bội cực kỳ, bực bội luôn các bạn ơi, khổ thiệt chứ. Rồi bây giờ đợi chờ một chút xíu nữa phà sẽ di chuyển, có sự lắc 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 cái xe ha, không đó. Rồi có nhiều khi là mình mệt quá, mình ngồi nóng cái mông quá, mình có thể bước xuống mình đi thư giãn, thấy không, bình thường đó, không ai cấm các bạn cả đó. Cũng thôi các bạn sợ nóng nực hay là sợ gì đó, các bạn ngồi đây đang mở chế độ sửa gương, thời tiết lạnh ha, chút xíu mình chạy là hết nè. Rồi các bạn thấy động nước động không, các bạn lắc cái là nó tuột xuống, hoặc các bạn chạy cái nước cái chạy lên, mình có phủ ba em nha, thì tùy theo các bạn thôi. Các bạn đi mưa thì các bạn phủ, có nhiều bạn có điều kiện thì các bạn sẽ phủ lại cấp cao hơn, thì có nhiều bạn nói là phủ nó sẽ có một cái điểm mờ gì đó nó gạt ở đây, thấy không, ở trên kia nó sẽ khác. Thì nói chung này nó có những cái tại ô kiến hay gì đó thì mình trước mắt mình phủ đi để cho nó an toàn trước, giống như kiến này cũng vậy, phủ nó tuột hết rồi ha. Rồi chút xíu nữa các bạn đón xem để mình lên phà nha, các bạn quên nữa, đón xem mình sẽ xuống phà, giống như phà nó này. Công ở đây đặc biệt là mai mốt có cầu nha các bạn ha. Đó các bạn thấy không, nó có sự dao động, mới vừa có dao động cái mình quay không kịp. Em thấy nó lắc không? Đúng rồi, đúng rồi. Em tưởng nó xe bị trôi. Nó lắc mạnh lắm. Còn phà biển nó còn mạnh nữa. Tại biển nó nhấp nhô nên mọi người nhớ chú ý ha. Cứ thắng kéo thắng tay này nọ, chứ đừng để gì. Phà đi mà hai tàu nó đang chỉ vô mình luôn, nó đang chạy đến rồi nọ, thấy không, giống như lái xe nó đang bên đang kia đang thắng á, thắng ABS.
xưởng đóng tàu lớn, cực kỳ lớn. Nó chuẩn bị tới nơi, các bạn cũng cẩn thận. Thấy không? Rồi, em vẫn gần tấp vô, em đạp chân thắng cho thầy. Mà em giữ chân thắng chính, đúng rồi. Để nó có sự dao động các bạn. Rồi, lúc này thì nó sẽ có sự chen chúc với nhau. Thấy không? Mình cũng nhường nhau nhưng mà mình đi chính giữa nên nó đỡ. Khi nó vừa tấp xong xuôi, nó ngừng cái, rồi em chuyển số. Đó, thấy không? Nó dao động không? Rồi, hạ nắm tay xuống luôn. Đúng rồi, giữ chân thắng chính. Đó vậy thôi. Nó đang ghép lệ các bạn. Rồi mình nhích nhẹ lên. Buông thả. Nhường cho xe đỏ qua. Nhường cho xe đỏ qua. Ok. Giờ mình cứ nhích lên. Rồi, cứ từ từ thôi, dừng lại đi. Ở đây người ta muốn chen lên này cho người ta chen. Thấy không? Rồi đi tiếp. Trời ơi, nhường cũng bị bóp kèn nữa. Mình là người tốt mà mình không bị chửi. Nghiêng qua phải chút xíu. Rồi, cứ đi tiếp. Coi chừng xe tải. Rồi em cứ buông thẳng. Tốt. Buông thẳng. Rồi đi theo cầm kỳ ha. Nhường còn bị bóp kèn nữa. Chén này chứ. Đi em buông thẳng. Rồi. Nghiêng qua bên trái. Sát bên trái luôn. Để cho một... cho một làn xe máy đi bên phải. Thấy không? Rồi đi tiếp. À, để mọi xe máy chỉ ở hai bên khó chịu. Thấy không? Nó bị rung để là do đường. Do đường cái người ta làm cái đồ trơn á. Rồi đi tiếp. Ta làm cái chống trơn á, thấy không? Đâu có xe nào mà rung cái vậy. Xe nào cũng chạy ngang cũng rung. Do cái nó sắt nó làm ngắt ngắt. Rồi em cứ để thẳng lên. Rồi hên xui nữa ra đến đây coi có đại mấy anh giỏi chí công ra nhiều không. Cảm giác hơi lạnh lạnh ha. Dạ mới lạnh liền. Ở trong á, có đường xe máy, mấy anh xe máy không chịu đi, có phải đi ra ngoài đây. Rồi mình gặp mấy xe công á, cũng đi ra đây là tiêu. Anh thấy quan sát hơn. Trong có đường xe máy, rồi em đi thẳng lên. Coi chừng xe nó qua nó ngộ vậy đó. Rồi đi thẳng luôn. Cái đèn nó là của đèn bên kia, cái đèn công bên kia. Đó, đèn, cái đèn đường xe hơi, hai đường xe hơi trong kia sáng máy không chưa đi. Rồi xong cái là giao thông bắt kêu. Năng nỉ. Chạy qua đây cực kỳ nguy hiểm nha bạn. Đối với xe máy chạy qua đây cực kỳ nguy hiểm. Tại sao? Xe công á, người ta lớn, xe bự, ít quan sát. Ta quan sát không kịp. Nên các bạn phải cẩn thận. Nhất là xe máy. Còn xe mình là bắt buộc phải đi chung với mấy anh công rồi. Cảng mà tấp nập. Cứ đi sát sát vô này anh công chưa qua. Thường thường sẽ có những cái lực lượng của bên cảng ra, người ta sẽ điều tiết. Từ từ anh đại anh lên. Rồi buông thắng. Buông thắng. Rồi đi tiếp. Rồi đạp ga nhẹ. Đó, để cho cái bánh xe nó cụp vô trong ha. Thấy bánh xe người ta cụp vô trong là đi làm đó. Mình đi thôi.
Dạ thẳng lên luôn. Ok, để mình đi sắp đầu. Đúng không? Cảng cắt lái mà bạn. Cực kỳ đông luôn. Các bạn đi thẳng là bạn vào Nguyễn Thị Định. Gà Võ Chí Công. Đường Văn Công. Đúng cái đường này đó, Võ Chí Công luôn. Rồi đi, ok, đạp ga nhẹ, đều nữa, đều luôn. Quà sang máy, quà ngược chiều, rồi đi tiếp. Bóp càng anh, bóp càng, đi tiếp. Đã. Mấy anh công là anh qua kinh dễ Mỹ luôn, thấy không? Rồi xe công kia đậu giữa đường thì xe này phải lách qua. Vậy bị khuất đèn lắm nè. Khuất đèn luôn á. Không, vậy có làm đèn giữa em. Có đèn làm đèn giữa. Người ta biết người ta làm đèn giữa cả tướng ngoài luôn cả, thấy không? 39 thấy không? À, anh em nào mà sợ công này nọ cứ ra đây tập nè. Cứ chạy hoành đến xong hoành lên đường kia xong quay lại cứ chạy tới vòng 10 vòng là hết sợ. Giảm. Rồi buông thẳng nhẹ. Khoan đạp. Thấy được bánh xe của người ta mới đạp ra. Rồi đạp đều. Nữa. Rồi dở chân ra. Dở chân. Có nhiều bạn thì thấy xe trên nhúc nhích là các bạn cứ đập ga nè, các bạn nhồi lên là dễ bị dính nít lắm nha. Các bạn thấy xe nó di chuyển qua một khúc đi ha, thấy được cái bánh xe sau của người ta đó ha, là các bạn mới đập ga đều. Tại vì sao cái chân thắng mình buông ga là nó sẽ di chuyển rồi. Tiếp tục đạp ga nhẹ, coi chừng xe nó lấy qua nha. Đá đèn nữa, nhớ cẩn thận. Tại vì có nhiều anh công anh lấy ra cái cụp luôn á, lấy lẹ lắm. Mà anh dãy đua cá là mình phải né, mình phải thắng lại liền. Rồi buông thẳng. Em cứ đi thẳng lên. Từ từ thôi, nghiêng qua trái một chút. Rồi. Đây, tiếp. Rồi em cứ đi thẳng bên trái luôn, lên kia luôn. Đâu mà. Đó đi thẳng lên lên đó. Đó bên đây cũng được. Mở xi nhan trái. Rồi đi tiếp. Rồi đi thẳng lên trên đó. Đây không có tín hiệu đèn là mình đi được. Tắt. Rồi đi tiếp. Đạp cái nhẹ. Rồi đi, đạp ra đều. Anh bự quá sợ ha. Không còn, tại thấy chưa có trả lái vô. Đúng rồi, tiếp tục. Rồi, mở xi nhan phải luôn. Đúng rồi, nhớ nhìn từ xa để mình phán đoán nha ha. Có xe hay đậu, mấy anh công anh đậu lắm. Rồi đi tiếp. Chút xíu mình đi ra. Đi theo xem công. Đúng rồi. Ha, đi đây, đi đây. Từ từ. Không có chen được.
cứ đi thẳng đi ha. Rồi, cẩn thận cái đèn. Đồng mà đèn còn nhiều. Rồi đi. Đó, mình phải thấy được, mắt mình thấy mình mới biết. Nhiều khi đến nó che phức cái mình vô tình vượt đèn đỏ lụm lúa. Lụm lúa đã lụm bằng. Đã lâu năm mà giấu rồi giấu nữa. Còn mới nữa chưa chi rồi đã giấu rồi mấy tháng nữa mệt nữa. Nhìn đá đèn chơi. Trời ơi. Chưa có qua được đâu nha. Đi cứ đi thẳng giữ nguyên hiện trường đó đi. Chưa có qua được. Xe nó cặp bên hông. Rồi em cứ đi. Rồi đặt ra. Nữa đều đi rồi thầy chỉ. Nữa mở xe nhanh phải. Chưa có vô được đâu. Rồi đạp ra nữa mới di chuyển được. Ổn giờ chính xác. Phải qua anh Công 1 phút. Đừng nói 71 cũng không mở xe nhanh nó vô đi. Khu hành chính thành phố Thủ Đức. Rồi mình tiếp tục mình đi. Trên đường này bạn chú ý khi bạn muốn qua một cái cong nào đó bạn phải giữ khoảng cách xa nha, nhất là cong đầu bò đó ha, là đầu nó bự. Rồi mọi xe nhanh trái, mọi xe nhanh trái, rồi di chuyển qua đi, không có chưa có chủ động được, hiểu không? Em thấy có thấy xe nó di chuyển qua rồi em mở lại xe nhanh phải. Rồi nó có nhiều cách lựa chọn lắm, một là mình di chuyển qua trái luôn tại bên trái nó trống ha, rồi mình đi tiếp, hai là mình nhường cho anh ta qua. Đó thì mới mà các bạn còn thiếu sót nhiều lắm, sao mà giống được những anh em mà cũ từ từ mới rút kinh nghiệm. Đây mình chuyển hết cho các bạn. Rồi buông thắng, đúng rồi, đừng có thắng xong em thấy có còn khoảng trống em cứ buông cái thắng ra cái ha, cho nó trôi lên nhẹ nhàng chứ thắng đừng có đè luôn. Tốc độ của mình là được 70 nha các bạn ha. Xe công, xe tải là chỉ có được tốc độ thấp hơn. Nên mọi người chú ý về vấn đề đó. Công tải là được 60 mà đường này đông quá sao chạy. Xe đỏ đi hơi sát ngoài cái coi chừng ông qua luôn á, giảm lại coi chừng ông qua thì mình giảm lại để cho dù ông muốn qua ông qua thôi nhá, chứ mình chen lên là cũng nguy hiểm. Này ông cây nhấp ơi, cái kiến dơ thì các bạn nhớ đừng có gạt khô nha. Hiện tại mình đang là khô nè, đó thấy không? Nó đóng bụi là do xe kia nó chạy. Khi các bạn gạt khô á thì nó sẽ chút xíu xuống dưới mở xe nhanh trái để mình về hầm Sài Gòn. Đó, ngó bên trái của xe hầm mở lại phía xi nhan.
đi học xong giờ nó yếu rồi. Đó, rồi di chuyển qua ở đây tao quẹo đây, còn đi hầm sông Sài Gòn là mình phải quay trái à. Rồi các bạn sẽ đóng bụi, hiện tại là đang khô, mà các bạn gạt khô ha là nó sẽ mau hư cái gạt nước mưa lắm và mau chày kiến nữa. Rồi mình chỉ cho bạn gạt ướt nha, nó có hai chế độ gạt. Gạt khô là sao, các bạn đẩy lên hoặc kéo xuống là nó gạt khô. Các bạn gạt ướt là các bạn nè xịt nước nè, kéo vô nè ha, kéo vô nó xịt nước đó. Hạn chế gạt khô nha, gạt khô là mau hư xe, mau hư cái gạt nước với mau hư cái kiến mình ha, mau chày kiến. Từ từ thôi, không gấp, mở lại suy nhanh trái. Đúng rồi, tiếp tục. Rồi, đạp ra nhẹ. Rồi, từ từ nhường cho xe này, mình vô làn giữa luôn. Tốt, rồi, đạp ra tiếp. Ok. Rồi thôi, mình đây xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Mọi người nhớ thấy kênh mình hay bổ ích, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Bạn nào yếu hoặc là bạn trong quá trình thi, các bạn tham khảo trên YouTube để có những cái bài hay hơn. Hoặc là bạn nào còn yếu tay lái thì nên đi bổ túc nha các bạn ha.